Andy Jassy, người biến Amazon thành gã khổng lồ điện toán đám mây. Đồng hành với Jeff Bezos từ thời kỳ đầu tiên của đế chế Amazon, Andy Jassy được xem là người đại diện cho văn hóa và tinh thần của Amazon. Ông chính là người đã đưa mảng điện toán đám mây của công ty đi đến thành công, trở thành mảng sinh lời nhất của tập đoàn. Và sắp tới đây, ông sẽ được biết đến với một cương vị mới, CEO của gã khổng lồ Amazon. Nhập cuộc đầy bất ngờ. Andy Jassy tên đầy đủ là Andrew R. Jassy. Ông sinh ngày 13 tháng 1 năm 1968 tại Scarsdale, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Năm 1990, Jassy tốt nghiệp loại xuất sắc tại Harvard College và lấy bằng MBA của Harvard Business School vào năm 1997. Ít ai biết rằng, trước khi chuyển hướng sang ngành marketing, Jassy từng nuôi mộng trở thành bình luận viên thể thao. Andy Jassy đến với Amazon một cách khá bất ngờ. Ông nhận được lời mời làm việc từ tập đoàn này khi đang trên đường đi xem concert của Sean Colvin ở New York vào năm 1997. Chỉ 3 năm sau khi Bezos khởi nghiệp tại Gara và 3 tuần trước khi công ty lên sàn với định giá 300 triệu đô. Ông nhớ lại rằng, tôi làm bài thi cuối kỳ tại trường kinh doanh Harvard vào thứ 6 đầu tiên của tháng 5 năm 1997. Sau đó bắt đầu công việc ở Amazon vào thứ 2 tuần tiếp theo. Tôi không biết công việc sẽ như thế nào, cũng không rõ mình sẽ đảm nhiệm chức vụ gì. Công việc đầu tiên của Jassy tại Amazon là làm việc với vai trò tiếp thị. Sau đó ông được đưa vào dự án SWOT với nhiệm vụ khám phá các danh mục sản phẩm tiềm năng khác của Amazon ngoài sách. Sau đó Jassy bắt đầu tham gia kinh doanh âm nhạc như một phần của dự án này. Với Jassy, một trong những bài học to lớn đầu tiên mà ông học được tại Amazon chính là đừng chống lại xu thế, gắn với câu chuyện khởi động Amazon Marketplace vào năm 2000. Vào thời điểm đó, tình trạng bong bóng .com đã khiến cho hàng nghìn startup công nghệ lao đao và Amazon cũng không ngoại lệ. Chỉ trong vòng hơn 2 năm, cổ phiếu của Amazon đã sụt giảm từ 91 đô chỉ còn 15 đô. Lúc ấy, công ty chỉ bán những sản phẩm họ sản xuất, trong khi các sàn thương mại trực tuyến khác như eBay lại đồng ý kết hợp với những bên bán nhỏ lẻ hoặc cá nhân. Điều này giúp eBay có số lượng sản phẩm đa dạng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, khi đề cập đến thay đổi, nhiều giám đốc điều hành của Amazon lại phản đối ý tưởng này. Jassy chia sẻ rằng, chúng tôi đã có những cuộc tranh luận nảy lửa về việc liệu có nên cho phép bên thứ ba bán hàng trên Amazon hay không. Trước hết bởi vì chúng tôi nghĩ rằng những người bán khác sẽ không quan tâm đến trải nghiệm người dùng nhiều như chúng tôi. Không chỉ có thế, tất cả công nghệ và toàn bộ công ty đều xây dựng theo hướng mô hình kinh doanh chính chủ. Bên cạnh đó, một số người cũng lo lắng các nhà cung ứng của Amazon sẽ không hài lòng nếu bên thứ ba bán cùng sản phẩm trên cùng website với họ. Tuy nhiên, cuối cùng Amazon đã đồng ý cho bên thứ ba bán hàng trên nền tảng của mình. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, họ hiểu rằng điều này có lợi cho khách hàng, vì khách hàng có thể tiếp cận nguồn hàng đa dạng hơn với giá cả cạnh tranh hơn. Đây là một bước chuyển dời mang tính lịch sử của Amazon và của cá nhân Andy Jassy. Ngày nay, hơn một nửa đơn vị kinh doanh trên Amazon là bên thứ ba, và dĩ nhiên điều này đem lại lợi ích cho cả khách hàng lẫn Amazon. Góp công tạo ra Amazon Web Services trứ danh. Năm 2003, Andy Jassy và Jeff Bezos nảy ra ý tưởng xây dựng nền tảng điện toán đám mây có tên gọi là Amazon Web Services, AWS. Năm 2006, AWS chính thức được thành lập do Andy Jassy đứng đầu với một đội ngũ nhân viên gồm 57 người. Để nói về sự ra đời của AWS, cần quay trở lại năm 2000, trong thời điểm công ty muốn ra mắt dịch vụ thương mại điện tử có tên là Merchant.com. Dịch vụ này giúp các thương nhân bên thứ ba xây dựng trang web mua sắm trực tuyến trên công cụ thương mại điện tử Amazon. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền tảng phát triển bên ngoài hóa ra khó hơn rất nhiều so với họ nghĩ. Những thách thức trong quá trình thực hiện khiến họ phải xây dựng bộ tài liệu API giúp cho trang Merchant.com hoạt động mượt mà, đồng thời phục vụ tốt các nhà phát triển nội bộ. Tại thời điểm đó, họ đã cung cấp dịch vụ AWS, nhưng phải đến 3 năm sau, vào 2003, Amazon mới xác định một cách rõ ràng AWS là một mảng kinh doanh mới riêng lẻ có thể kiếm tiền cho công ty.
Từ khi AWS ra mắt dịch vụ đám mây, hầu hết những dịch vụ này dành cho các công ty công nghệ quy mô nhỏ và các nhà phát triển phần mềm. Khi mảng kinh doanh này lớn lên, nhiều đơn vị không mua máy chủ hay tự phát triển các giải pháp lưu trữ riêng. Thay vào đó, chọn sử dụng dịch vụ Amazon để tạo lập những trung tâm dữ liệu cần thiết. Nhờ đó, trước khi Microsoft sốt sắng phát triển dịch vụ điện toán đám mây Azure hay là Google đầu tư mạnh tay vào nền tảng đám mây của mình, thì AWS do Andy Jassy dẫn dắt đã có những bước đi tiên phong khiến các đối thủ không thể qua mặt. AWS không những có khả năng thu hút các doanh nghiệp và tổ chức lớn sử dụng sản phẩm của mình, mà còn cung cấp dịch vụ cho từ những startup nhỏ nhất. Những tập đoàn lớn như Apple cũng đã sử dụng dịch vụ AWS. Ngoài ra, CEO của AWS còn giành được hợp đồng lớn từ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, và Ủy ban Quốc gia Dân chủ, DNC. Những năm gần đây, các hợp đồng của AWS được công bố rộng rãi khi nhiều doanh nghiệp đối tác của Amazon như Pinterest, Slack, Lyft và Snowflake thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO và công khai các khoản chi tiêu mạnh tay cho dịch vụ điện toán đám mây này. AWS là một thành công vang dội của Amazon khi nền tảng đám mây này có hàng triệu người dùng và thậm chí qua mặt cả những đối thủ danh tiếng như Oracle và Microsoft. Bằng chứng là Amazon hiện nắm giữ gần 50% thị trường cơ sở hạ tầng đám mây công cộng trên thế giới và 30% thị trường điện toán đám mây. Năm 2018, dịch vụ này tạo ra chưa đến 26 tỷ đô doanh thu, đóng góp 11% tổng doanh thu của Amazon, nhưng tạo ra tới 7,3 tỷ đô lợi nhuận, đóng góp 60% lợi nhuận của tập đoàn Amazon. Đây chính là mảng kinh doanh đang sinh lời nhiều nhất cho Amazon. Nếu không có sự tăng trưởng vượt bậc của AWS, Amazon khó có thể có đủ nguồn lực để đầu tư vào mảng bán lẻ, phần cứng, nhà thông minh, AI và các lĩnh vực khác trong những năm qua. AWS được xem là động cơ chính tạo nên sự đổi mới liên tục của Amazon và Jassy chính là mồi lửa giúp vận hành hệ thống đó. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Để không bị làm phiền bởi quảng cáo, bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp hàng nghìn audio tiểu sử, kiến thức và sách tinh gọn vô cùng hữu ích. Thông tin chi tiết tại website sachtinhgon.com. Thời khắc chuyển giao quyền lực. Kể từ khi Jeff Bezos ngồi vào chiếc ghế CEO tại Amazon vào năm 1994, ông đã đưa Amazon phát triển nhanh chóng, từ một cửa hàng sách trực tuyến trở thành hãng thương mại điện tử lớn nhất thế giới với giá trị vốn hóa thị trường đạt 1,7 nghìn tỷ đô. Từ quý 3 năm 2021, Jeff Bezos thông báo sẽ rời khỏi vai trò CEO của Amazon để tập trung cho việc từ thiện và dự án hàng không vũ trụ. Người kế nhiệm vị trí CEO của tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới này không ai khác chính là Andy Jassy. Thông báo này được đưa ra chưa đầy nửa năm sau khi Jeff Welch, người phụ trách mạng kinh doanh tiêu dùng toàn cầu của Amazon và cũng là người đứng đầu trong danh sách kế nhiệm Bezos, tuyên bố nghỉ hưu. Theo nhiều cựu nhân viên Amazon, Jassy được xem là cố vấn thầm lặng của Jeff Bezos. Trong nhiều cuộc họp cấp cao, Jassy luôn xuất hiện cùng với Jeff Bezos với vai trò như người đưa ra ý kiến và tham mưu. Khi đưa ra thông báo về việc rời chức CEO, Bezos cho biết rằng ông tin tưởng tuyệt đối vào người cộng sự thân thiết lâu năm của mình. Matt McEwen, giám đốc điều hành của Madrona Venture Group, có trụ sở tại Seattle, vốn là một nhà đầu tư có quan hệ mật thiết với Amazon, nhận định rằng Amazon có rất nhiều nguyên tắc văn hóa khó thích ứng được và Andy chính là hiện thân của nền văn hóa đó. Tôi nghĩ rằng không một ai khác có thể thay Jeff tiếp quản công ty tốt hơn Jassy. Đại diện cho văn hóa của Amazon. Jassy được biết đến như một tín đồ công nghệ yêu thích sự sáng tạo, với tinh thần luôn tự làm mới mình và khả năng làm việc không ngừng nghỉ. Ông gắn bó với Amazon hơn 20 năm và hiểu rõ văn hóa công ty lẫn những nguyên tắc kinh doanh quan trọng nhất của đế chế này. Trong các hội nghị chuyên ngành, người đàn ông này được biết tới với các bài phát biểu hoành tráng. Cụ thể, trong một hội nghị năm 2016, Jassy mang hẳn một chiếc xe tải 18 bánh có tên là Snowmobile để mà trình diễn cách AWS có thể chuyển dữ liệu trung tâm của một doanh nghiệp vào đám mây của Amazon. Ngoài ra, vị CEO tương lai của Amazon là một người quan tâm và không ngần ngại đưa ra ý kiến của bản thân về những vấn đề xã hội của nước Mỹ. Andy Jassy từng lên tiếng về các vụ xung đột giữa cảnh sát và người da màu tại Mỹ
hay đồng tình với việc xem hành vi phân biệt đối xử cộng đồng LGBTQ là bất hợp pháp. Jesse cũng từng công khai phản đối việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump định kiến với Amazon. Với tài năng lãnh đạo của mình, Andy Jesse đã khiến không ít các ông lớn khác mong muốn có được sự phục vụ của ông. Steve Ballmer, cựu CEO của Microsoft, đã từng tiếp cận Jesse để đưa Jesse thay ông điều hành đế chế công nghệ khổng lồ. Cũng có tin đồn cho rằng Jesse từng được cân nhắc cho vị trí CEO của Uber sau khi người đồng sáng lập công ty này từ chức vào năm 2017. Chìa khóa thành công. Tự tay xây dựng một đội ngũ AWS gồm 25.000 nhân viên, Andy Jassy rất am hiểu quy trình tuyển dụng. Do đó, tiêu chuẩn ông đặt ra cho các ứng viên tại AWS cũng khá khắt khe. Ông nói, một trong những việc mà lãnh đạo có thể làm khi công ty đang mở rộng quy mô nhưng hay bị đánh giá thấp chính là đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ cao. Nếu nhân viên phấn đấu để đáp ứng tiêu chuẩn và hiểu rằng đó là nghĩa vụ của mình, bạn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn. Về đam mê học hỏi, Jesse nhấn mạnh rằng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp không giỏi tìm tòi cho những điều sắp xảy ra. Theo ông, thành công sẽ đến dễ dàng hơn nếu bạn chủ động tìm kiếm những điều sắp tới, thay vì để mình rơi vào thế bị động và buộc phải đuổi theo. Nói về thất bại, Jesse rất thẳng thắn khi nói điều mà ông thừa nhận là không bình thường ở Amazon. Ông nói, chúng tôi có nhiều nhân viên sở hữu tính cách loại A, yêu thành tích, ghét thất bại. Do đó bạn cần phải xây dựng một văn hóa, nơi mà mọi người chấp nhận và hiểu rằng sai lầm là không thể tránh khỏi trong quá trình thử nghiệm, sáng tạo và chuyển đổi nhanh chóng. Thất bại về mặt thương mại của Firephone chính là một minh chứng. Vào tháng 7, 2014, chỉ vài năm sau khi thời đại smartphone bùng nổ, dự án này được ra đời, nhưng rồi biến mất hoàn toàn một năm sau đó. Dự án điện thoại đó đã không thành công, ông nhớ lại. Tuy nhiên Amazon đã nhìn ra được tiềm năng của một số yếu tố đầu vào trong dự án. Bạn không thể quản lý đầu ra, thứ bạn kiểm soát được là các yếu tố đầu vào ảnh hưởng tới đầu ra. CEO tương lai của Amazon nhận định, theo ông, nỗi sợ thất bại sẽ gây tổn thất cho doanh nghiệp và nhân viên về lâu về dài. Ông chia sẻ rằng, chúng tôi khen thưởng những nhân viên làm tốt yếu tố đầu vào, tìm cơ hội tốt hơn cho họ. Bởi nếu không làm như vậy, bạn sẽ không bao giờ tìm được những người dám thử nghiệm và sáng tạo. Người kế vị Jeff Bezos tin rằng, cuộc sống còn rất nhiều điều để học hỏi, vì vậy bạn cần chuẩn bị và sẵn sàng để thay đổi. Năm nào Andy Jassy cũng tiến hành thay đổi, cụ thể là vào thời điểm giữa Giáng sinh và năm mới. Đây là lúc ông đánh giá lại toàn bộ quy trình làm việc tại tập đoàn và xác định những điểm chưa hiệu quả và phát triển những cơ chế mới để thực hiện trong năm sau. Theo Jassy, thiện ý có thể đưa AWS đi đến một điểm nhất định, nhưng cơ chế, thứ được định nghĩa là những quy trình liên tục lặp lại mà bạn cần kiểm tra thường xuyên và nhất quán để phát triển. Đó mới là chìa khóa dẫn tới thành công. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!